Rồi mình chào mọi người đến kênh của mình ha. Thì hôm nay mình lên đến đồi, mọi người xem có nào thích hợp công việc thì liên hệ mình nha mọi người. Đó thì mọi người xem kênh nhớ bấm mình một like ha. Người nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh nha mọi người. Đó. Thì hình thức bán hàng của mình như cũ nha. Chuyển khoản 300 cho lên là mình bao ship hết nha mọi người ha. Đó. Rồi những món này ha, kèm cốt nè. Rồi mấy cái món có ít đầu cốt nè, bữa hỏi ha. Mọi người hỏi thì có. Rồi. Thì mình đây mình vô mảng số 1 chứ ha. Đây, cái chai nước hoa nè, mình cũng mua lại cái cũng bãi hàng này kêu hàng cái tay, mình mua cũng cũng người bán bãi luôn nha mọi người ha. Giờ nhiều chai thì mình cũng bữa có khui ra thử. Thử một tí xíu ha, xịt cái thôi chứ không có đó, mình bán 800 nha. Mọi người xem kỹ nha, mình cũng không có rành cái này nha, xịn hay dởm nữa, tại mình thấy mua thấy đây nè. Đó, này nó đây nó lên nốt ha. Anot 13 nè ha, 100ml nè. 3.4 vậy nè ha. Đó mọi người xem kỹ giúp mình ha. À, nó tùy tiếng Anh, nó có cái siêu ở đây nữa, có cái mã vạch nó đây nữa. À, nói chung mình khui ra nha, để mình khui ra nó có không à, đây nó có trong đây cái hộp ha. À, thì có cái giấy này nữa thì mình đưa nha. Cái này mình không rành nha, người nào rành thì mua hãy mua nha. À, mình xịt thì thấy cũng thơm á. Nói chung mua cái này kiếm cà phê thôi người ha, chứ đâu á mình không biết mắc hay rẻ nữa, mình mua đó mình bán 800 đó. Đó này nè, đó, nó có cái tem gì nè, người xem kỹ giúp mình, nào rành mình nói rành, còn này không biết nó xịn hay dởm nữa, mình cũng còn những mấy đồ nghề ha. Đó, nó có tem gì nha. Rồi trên chai nó đây, đó trên chai nó đây ha, là bot ha. Đây anh nắp 100ml nè. Đó. Đó là cái tiếng Anh, tiếng gì nè ha. Đó. COVID A đó nè nha mọi người. Đó, mình quay vậy. Đó, là cái nè, lê đó, địa chỉ gì nè. Đó, COVID A ha. Đó, nó, mình có xịt tí xíu nha. Dưới đây nó có cái đại số gì nè. À, nói chung là này. À, rồi, mình bán 800 nha. À, nước hoa nam nha, nó không biết nam hay nữ nữa mình cũng. Như cái này nam á. Nó Atop 13 này vậy nè ha. Đó. À, thấy có đây có đời USA nha. Nói chung mấy cái này không rành. À, mình khui ra mình thử cái xíu nha mọi người. Đó. Rồi, mình bán giá là 800 nha. Đó. Nói chung là tính tay mình khui siêu nha mọi người ha. Đó. Và chính tay mình khui rồi mình thử. Chứ không phải là đó mình khui ra nha. Cái nào có bán cái nào sao mà nói vậy chứ không có. Rồi mình bán 800 nha. Đó. Đây cái hộp này gì đây nè. Đây cái chữ gì đây. Đó nói chung là mình cần thiết thì mình chụp và gửi qua Zalo cho mọi người nha ha. Để dễ. Đó mình quay thì cũng khá rõ ha. Bán 800 nha. Mua về bán cà phê thôi chứ mình cũng chưa có rành cái món này mọi người ha. Đó, rành thì cái nào rành mình nói rành. Rồi mã số 2. Đó, chú mình có hai cây ha, bán hết rồi còn cây này để chơi. Mà cuối cùng bán luôn ít xài đâu có 3.1 triệu. Đó. Cái này sạc cu ken luôn nha, sạc của nó luôn nè. Đó. Y chang bana luôn, không khác một cái gì. Đó. 100V nè ha. Đó. Con này mọi người tra lên mới nó cũng một hai mấy triệu nha mọi người, không rẻ nha. Đó, mình sẽ test sạc cho mọi người luôn. Pin thì pin Bana nha. Nó sạc còn khá đẹp luôn. Mọi người xuống sưu tầm thì có cục pin, bữa nào có cục pin Kuken thì nó màu xanh thôi chứ không có khác gì ha. Đây. Đó, mình test sạc cho mọi người nè. Đó, pin 3.3 cho băng luôn. Đó. 3.3 ha. Máy anh cho băng luôn nha mọi người. Pin bãi còn cầm tốt nha. Đó, máy anh cho băng ha. 3.3. Nó chưa khui gì luôn, bãi vậy nó còn cầm trên 20V luôn nha. Rồi test sạc nè. Đó. Đó sạc ha. Nó lỗi là trong vòng 10 giây là pin Bana vô lỗi liền nha mọi người.
Chà, cu ken luôn, ca là cu ken ha. Rồi ok. Đó. Viên này cũng đã lâu rồi ha. Đó. Rồi cây này nè, vệ sinh rồi nha. Nói chung là vô dầu mỡ thôi. Nó vô bò rồi ok hết ha. Con này mắc da băng nha mọi người. Lực nó khoảng 550 nha. Rồi lực siết hết tô nó khoảng 600 á nha. Thì 550 là mọi người cha nè, cu ken nè. Con này cha lên mới cũng qua là 20 mấy triệu nha. Đó, đặt nhà máy nè, cu ken nè, FE nè, 200 rồ nè. Con này không than nha. Có than là nó có đầu cao su nó là khác nha. Đó, có than thì lực nó có 400 mấy thôi. Mắc in da băng. Đó. Con này mà mua mấy cân Makita rồi không có cửa nha mọi người. Đó, đây nè, đầu búa rồi thấy nó làm giống như xì nắp on vậy. Đó, không rơ lắc nha. Đây. Đó, ép ha. Đây chỉnh nè. Đó, một chiều chiều mở vô thì nó không cho mình chỉnh nha. Còn chiều mở ra nè. Đó, số 3 nè, số 4 nè, số 2, số 1 nè, số 6 nè. À. Đó, chiều xiết vô chứ. À, full nào số 1 nè. Đó. Thì bấm vào đây là lên full nè. Đó, bấm vào đây là nó lên số 1. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè ha. Thì con này nó khỏi xài remote nha. Đó, nó chỉnh đây là nó tiện. Đó, xài. Đó. Đó, pin mà nó lỏng là nó kêu nha. Đó. Đó, điều tốc nè ha. Người thấy nè. Khá im luôn nha. Đó. Rồi, con này mình bán giá là 3.1 triệu nha. Đó. Đầu không rơ lắc ha. Đó, búa nó nhỏ nhưng mà nó như Sinapon vậy mọi người ha. Đó, nó đi kế nó hay lắm. Đó. Rồi, bộ này bán 3.1 triệu nha. Đó, người cần thì liên hệ mình nha. Nói chung là máy thì nói chung thân máy không thì mình bán, mà thân máy không là 2 triệu nha. Đó, 2 triệu đi. Đó, sạc pin thì 1.1 triệu nữa hả? Nó cũng vậy à. Đó này mọi người, nhưng mà bán nguyên bộ nha. Ưu tiên bán bộ trước. Đó, còn ai mua thân máy thì nếu mà không bán bộ mình bán thân máy ha. Đó. Bây giờ mọi người bỏ cái 285 nha, cũng 2 triệu mấy à. Cái 300 cũng 2 triệu mấy, 3 triệu ha. Mà chưa chắc xài bằng này nha. Rồi mã số 3. Mã số 3 lên bán một cây này nè. Đó, các anh bạn kia em dặn mà cuối cùng đó, 800 ngàn mà không mua ha. Dặn đợi hoài hơn mình bán 750 luôn. Bán cho nó, đây cục pin này nè. Bãi con cầm luôn nha, đó, con đẹp nè. Chưa sạc luôn nha. Sạc này rẻ có 200 đó. Cây này vừa trượt vừa búa luôn. Đó. Mã của nó nè. Đó, mình bán 750 luôn. Sell luôn á. F7520 cục pin này cũng mắc lắm nha, 200-300 ngàn đó mọi người. Ra bãi máy thì nhiều mà pin nó hiếm lắm. Nói chung bán 750 là bán cũng hợp lý ha. Đó, bớt 50 luôn á. Con kia nó mua mà nó không lấy cũng còn bán luôn. Đó chiều nè. Con này vừa có búa mà vừa có chấp trường nữa nha. Chấp trường. Đó, vừa búa vừa có cấp trượt. Này mấy anh Chana nha. Con này ai xài dòng banana biết rồi ha. Đó, có móc lên. Rồi. Bán giá 750 nha. Đó. 750 là cục pin ha, cái máy cũng đó, pin máy luôn. 750. Dặn mà cuối cùng không lấy, đợi hoài. Rồi mã số 4. Mã số 4 mình bán cục sạc ha, cục pin boss nè, bãi giờ nó còn lên 3 đèn luôn. À, còn mới ken luôn, pin này nó như mới luôn, bán sạc cái pin là 850 nha. Đó. Pin 3A. Pin này mới ken luôn. Rồi. Đó. Còn cái siêu này chưa khui luôn ha. Đó. Mới lắm, mới tinh nè. Đó pin nè. Còn siêu luôn ha. Đó, lên 3 đèn. Đó, mình bỏ cái sạc luôn, sạc boss ha. Sạc 18V nè, mã của nó là L186560 gì ha. Bốt nè ha. Rồi mình cắm sạc cho mọi người xem luôn.
nó sạc ha. Đầy hồi nó chớp. Này cũng mình đẩy cũng sạc đầy rồi mọi người ha. Nó sạc cái bàn rồi ha. Như là đã đứng đèn là đầy á, chớp là nó đang sạc ha. Để mình sạc đầy à. Rồi. Bán 850 nha, à, pin mới keng. Đó, pin vừa mới luôn. Chừng nha. Rồi ha. Không có mũi bụi. Rồi mã số 4. Mình bán 850 nha. Đó, người nào có máy này mua ha. Pin sạc luôn cho dễ cho người. Đó. Nào bán được giá hợp lý mình bán 850 hai món ha. Rồi mã số 5. Rồi cục pin Bangita ha. Đó, cái này là đo không thấy lên vô nha. Đây mình đo nè. Mà cái này mà bỏ vô sạc nó một là nó mở hay là nó chớp nha. Mình cũng không chưa có sạc luôn. Đây mình đo thử nè. Chưa âm dương thì chưa có điện nha. Đó. Này cũng hên xui thôi. Mà lấy được sale nha. Hoặc là nếu mà chết mạch thì ra mạch. Đó, chưa có khu siêu nè. Đó. Đây. Nói chung pin này mình thấy không mắc nước ha. Nhìn vô nè. Đó. Bán 450 nha. Cái này mang tính chất là hên xui. Nếu mà lấy được sale này mà. Đó, mình cũng chưa khui luôn. Đó, này còn nguyên nè. Thì như mua bãi cũng bán kiếm cà phê thôi. Mấy cái này đâu có. Còn không mua thì mình về mình tháo ra. Hên xui, mình về mình chặn vô. Còn này bỏ vô sạc á. Một là nó chớp đèn. Một là đá đèn. Hai là nó đèn sạc luôn chứ không có ha. À, nó có đang khóa mạch á. Mà cái này là không lên đèn là nó hên xui nó nhiều hơn nha. Còn mà đá đèn là phải thay mặt nè. Rồi mã này mình bán 450 nha. Đó, người nào hiểu biết thì pin mua nha. 6A. Con này đắt cũng cao nha. 2020. Đó, đây nè. Nói chung là còn ok ha. Đó. Chưa có vệ sinh nha. Đó, bãi về. Rồi mình bán mã số 5 450 nha. Đó. Mã số 6 mình bán hai cục pin nè. Đó, cục này lên 3 đèn nè. Nói chung mấy cục này mình không có ba áp nha mọi người. Nó zin. Nhưng mà nhiều lúc để lâu nó tuột áp hay gì ha. Để mình đo cho mọi người xem luôn. Mình cũng chưa có sạc luôn ha. Đó, 20V nè. Đó, gần 20V ha. 19 mấy 20V nè. Đó, thằng 50 ha. Rồi. Cục này ha, không bao gì nha. Đó, lên 3 đèn. 3, 4 đèn vậy nè. Đó, đèn này chắc mà lên 4 đèn quá. Đó. Không có bao gì mình cái. Nói chung mình cũng để lâu rồi. Còn cục này nè. 3 na này ha. Đó, coi còn nhiêu volt. Đây còn 11 volt mấy, 11 volt ha. Đó. Hàng 50 nè ha. Đó 11 volt nè. Đó 11 volt ha. Đây là 12 20 nè, 15 nè, 11 volt ha. Đó. Cái chân giữa là không lên nha. Chân giữa bị đứt cầu chì rồi mọi người. Đó giờ mọi người chấm cầu chì vô. Đó, chân này chân giữa này mọi người chấm cái cầu chì vô nó mới dựng sạc nha. Đó, hiện tại là nó còn 11 volt, nó 18 nha. Pin đi băng luôn. Này phải chấm cầu chì nó mới sạc nha. Đó. Mình cũng chưa chấm luôn, mình chưa khui luôn. Đó, hai cục này bán 400. Đó. Nói chung là pin zin nha. Không có bao gì nha mọi người ha. Đó, để lâu rồi, mấy cục pin này cũng để lâu rồi. Mình nhiều lúc áp ít rồi mình không có bao gì nha. Đó, đo lên volt vậy thôi. Rồi, mã số 7. Số 7 hai cục pin này nè. Đó, cũng zin luôn. 280.000 nha. Mà lên nó còn 10 trên 10V luôn. Đây nè. Đó. Còn đẹp không bể gãy nha. Đó. Hai chân nó còn sạch sẽ. Đây.
Còn này vô luôn nè, 11V luôn ha. Đó, một cục này nè. 11V luôn. 11V máy luôn ha. Là coi như nó đầy không người. Đó, cục này là 10V nè. Ha. Để thang 10 là lúc kim nè ha. Đó. Đó, thang 50 để 10V ha, cục kim 11V. Hai cục này còn ở đó, mình còn vôn vậy luôn nha. Đây nên lột cái này ra là chưa lột luôn. Rồi hai cục này bán 280 ngàn nha. Đó, vỏ không được mình đi mua cũng 100 ngàn nha mọi người. Còn sale luôn. Đó, 280 ngàn hai cục. Mã số 7. Rồi mã số 8 mình bán cục pin này nè, hết kỳ nè ha, là xài cho pin Yumi 14 luôn nha. Đó, pin này pin lithium luôn nha, lên đèn nè. Đó. Đó, cây F-code hay cây gì đó người. Đó, hay gì pin niken, pin này zin luôn. Không có sạc nha, lên đèn. Đó, mà hết kỳ nè, xài cho cái này là xài cho Yumi rồi cũng được nha. 1444A nè ha. Đó. Con này cũng Mỹ nha. Mà xài y chang cho Yumi luôn. Vô dự khi luôn ha, mình đo cái vô nó còn nhiêu cho mọi người. Đó, 15V mấy, 16V luôn ha. 15V nè. 15V ha ha. Đó, còn đầy luôn nha mọi người. Đó này cũng đó, đầy nè, lên full đèn. Bán 400 nha. Đó, bình thường cái vỏ này nhẹ lắm, pin lithium. Đó, người xài pin cái F-code 14 á thì mua cục này nha. Rồi, không có sạc nha, xài cho Yumi được. Hết kỳ nè. Đó, y chang luôn nha mọi người. Pin này hiếm luôn. Rồi. Mã số 9. Ở cái đốc này thấy lạ mua rồi ha, 250 nè. Đó. Hay tình trạng này mình cũng chưa test luôn. Đây 18V nè. Sạc cho sạc dự phòng rồi ha. À, mà cái chân này nè. Cái chân 5 cộng 5V này nó bị gãy hay gì nè. Đó mọi người giờ tháo nó xả ra lấy mấy cái sạc dự phòng á, mình hàng vô là được nha. Đó, nói chung là mình cũng chưa tháo luôn nè, động 5V 2A nè. Còn này ra DC 12V nè. Đó. Nó có cái này nè ha, nó bị cấn đây. Đó, cái cổng này, hai cổng này nó bị gãy nha. Đó, mọi người tháo ra coi lại ha. Đây mã của nó đây. 18 nè. Đó, BOS ha. 18UA. Xài cho 14 nè. 18 nè, ha, 12V 2A nè, ra 12V 2A ha. Đó, ra mấy cái này nè, máy antenna nha. Đó, cái đốc này thấy hiếm hiếm mình mua thôi. 250 nha. Đó, sạc dự phòng được luôn mọi người nha. Đó mọi người về thay coi xử lý cái này nha. Hitachi. Đó, con này cũng cực hiếm, xài cho pin Hitachi 14, 18 đều được nha. Đó mình làm để sạc dự phòng, ra 12V luôn. Đó ha, xắt vô túi nè. Để mình bây giờ phải xử lý cái này nè mọi người. Đó. Rồi, mình bán 250 nha. Rồi mã số 10. Đó, mã số 10 ha. Mình thấy cái này là mình mua mọi người ha. Cây này cũng còn khá đẹp, bán 400 nè. Mình mua giá được tốt luôn. Đó con này nè. Đây máy anh da băng luôn. Cái này của hãng Toyota nó xài luôn mọi người. Là cái này mình kẹp vô buri nè ha. Nó còn dài lắm đây. Đó, cái dây này. Đó, mà anh da băng đây nè, đây, mà anh da băng. Đó, mà anh da băng ha. Đó, mình kẹp buri vô đây nè. Dây buri ha, dây xe Honda cũng được. Xe mình ví dụ muốn kẹp xe Honda á. Kẹp vô ha. Rồi mình đã cái này nè. Đó là cái này nó đánh nó ra lửa nha. Nó ra cái đèn chớp chớp coi lửa mình mạnh hay yếu mọi người. Đây. Đó là 1V ha. Đây tim light nè. Ông phần mở này ha, tim light là đèn đó, TC3 ha, 2V mắc anh cho bằng luôn. Đó, này chạy hai viên pin tiểu nữa đại nè ha. Đó, mình sẽ tháo pin ra nha. Đó. Mình test ok cho mọi người. Đó, giờ bấm nè, lên đèn là ok nè. Đó. Thì như mấy cái kia á thì mọi người xài á phải kẹp vô bình nha. Đó, cái này nó độc chứ là khỏi kẹp. Đó. Đó, cái này mới của nó bên nó bán cũng 3 triệu mấy nha, chứ không rẻ nha mọi người.
Đây, sao ốp nè. 164 đô nè ha. Đó. 164 đô nè ha. Đó. Cái này ít người biết lắm mọi người. Đó. Này mình dùng xe sử xe thơ xe gì á mà xe lửa đó. Đó, mình coi cái dù như mình kẹp vô Jaguar bất kể 4 máy hay 3 máy gì kẹp vô mình để vô cái lửa đó, mình canh canh lửa ha. Thay vì mình chỉnh bằng tay. Chỉnh bằng ha. Còn này canh nó dù như lửa nó tới cái điểm đó mình chỉnh canh lửa, nói chung là rành rành đôi xe là mình người biết ha. Còn như xe Honda mình chỉnh vô mình biết là cái lửa nó mạnh hay yếu ha. Nó đơn giản lắm rồi. Nó cái này nó trong hãng Toyota xài nha. Có ông bạn ông đưa đi bãi mà trước cũng làm Toyota nên anh nói vậy nè. Nói chung cái này cũng để xài xe hơi, xe Honda đều cực nha. Rồi. Đó, này nó tiện là xài pin luôn. Còn thường thường là cái đời cũ, mấy cái đời cũ là kẹp ắc quy, kẹp 12V ha. Rồi nó 400. Cái này còn khá đẹp à. 400. Mua được rẻ thì bán rẻ ha. Đó. Rồi cái số 11. 11 đây là bán 2 món xe đạp mọi người. 200 ha. Đó, cái này cái chuông nè. Người kiếm móc bắt vô đây ha. Xe đạp nè, hiệu của nó đây, mình cũng không có, cái này cũng không có rành nha, cái này chắc cũng hàng chung chung thôi. Sedin nè, Adlin nè ha, đó. Nói chung là chưa chùi này ha, ốc hai ốc đây, chiều dài đây, chiều dài là khoảng 15 ha, chiều dài này khoảng 14 năm ha, đó. 2k món là bán 200 nha. Thì xe đạp cái chuông ha, chuông này cũng mình bắt vô nó cứng cố định là nó kêu ha. Nó đánh vô nè, 2 món 200 nha. Đó. Này bô này gắn vô bô bi đông nè. Này gắn vô cái cổ nè ha người ha. Đó, còn nguyên hàng bãi luôn á, hết hàng bãi luôn chứ không có. 11 bán 200. 12, đó 12 bán một đống đồ hơi ha. Đây mình giới thiệu từng cái cho mọi người xem. Cái này tháo máy hết nha, 250 nha. Đó mình giới thiệu 10 cái nè. Đây một nè. Này mà vừa thích rồi thì tháo ha, răng thông dụng 13 luôn. Đó. Này trong máy tháo ra hết ha. Này có van bị đó, 1 nè, 2 nè ha, 3 nè, 4 nè đó. Mình quay cũng cẩn thận lắm nha. 5 nè đó, mọi người thích thì tháo ra nhà trong mấy cái máy quán đinh hơi thôi. 6 nè, 7 nè, 8 nè ha. Đó. Cái đầu nó dính vô khỏi tháo ra. 9 nè. Đó, cái đầu này nè. Đó, gần 13 ly hết ha. Rồi 10 ha. Rồi, 10 là cái đầu tự động này nữa. Đó, cái đầu này quay được nha. Đó. Cái đầu này thì mọi người vào người dẫn ra. Rồi, dẫn ra nè. Đó, này gắn vô dây hơi vô đây ha. Này có chỉnh lớn nhỏ nữa ha. Chỗ này nè. Đó, cái này là map nè. Map nè. Map cũng xịn nha. Trong mấy cái máy cao áp á. Đó, map nè, da bằng ha. Cái này là đầu này, cái đầu này gắn được hai đầu luôn nè. Đầu này là đầu áp cao đúng không? Đó, để nè. Cái này xoay thẳng được nha. Đó, cái này quay được. Chống sẵn dây mọi người. Nghe ha. Đây để xuống nè. Đó tự động ha. Rồi. Cái đầu này mình vô vẫn được nha. Đó tự động là mình để xuống nè. Để xuống nè. Ha. Để xuống nè. Ấn xuống. Rồi. Vắn cho nhẹ xuống nè. Để xuống nè. Đó, dính luôn nha. Đó, ống thường ống cao áp rồi được, cái đầu này hay nha, có chỉnh đây luôn. Đó, người giờ chỉ tháo ra thay dây hoặc là nối ống gì vô luôn ha. Đó, tự động nè, chính nha. Đó. Rồi 250 nha mọi người ha. Đó, cái này nó có chỉnh khóa lại, không biết nó có khóa không? À như nó cũng khóa này. Này không biết rành nha, cái này là có chỉnh hay không này. Đó, cái này là đầu tự động luôn,
Rồi 10 đầu với cái này nữa là 11 là 250 nha. Đó, 250. Mã số 10 12. Rồi 13 mình bán 200.000 luôn. Đây. Cái đầu này bê tông ra dít nè. À, bê tông ra dít ha. Cái đầu này là 3/8. Này ra băng luôn nha. 1/2 nè, ra 3/8 nè. Đó, đầu này nhiều lúc cũng hiếm nha mọi người. Đó. Trước có ai hỏi mình đây 1/2 ra 3/8 nè. Rồi đầu này lắc léo 1/2 nè ha. Đó, lắc léo mình để vô cái súng nè. Đó, lắc léo. Còn cái đầu này 3/2 ra 3/8 nè ha. Đó, đây, để đây nè. 1/2 ra 3/8 ha. Này gắn vô đây nè. 1/2 ra 3/8 nè. Rồi 2 đầu, 3 đầu, 4 đầu, cái này là lục giác nha. Lục giác ra mình coi ra phi nhiêu nha mọi người. Mười hai, mười ba ha. Đó, cái này lục giác 13 luôn nha. Gắn cho mấy con dít nữa, dặn lục giác 13 luôn nha. Đó, 12, 13 vậy đó. Rồi, 4 món nha, bán 200.000. Đó, kiếm nhiều lúc mà, đó, cái này có chốt đây luôn ha. Đó, đầu bê tông nè, ra cái bắn dít đó, ra dít 6.4 đây nè. Đó, ha. Rồi cái đầu này ra 1/2 ra 3/4 3/8 chứ ha. Này KTC da băng nha. Cái này cũng da băng luôn nè. Đó, tất cả da băng hết ha. Đó, rồi 4 đầu này 200.000, mã số 13. Rồi 14 mình bán mấy gói này ha. Đây. Rồi cái đầu búa đồng nè, 4 món nha. Để mình đo cái tước cho mọi người xem. Này đường kính của nó là khoảng 23 ha, 22 ha. Rồi, chiều dài của nó đây. 8/2 ha. Bề này của nó là khoảng 2 phân ha. Rồi. Một cái này là để sai cốt cục xà bông mà giống như mình đăng hải sản hay gì đó mọi người. Rửa đi cho nó ha, xà bông bằng này nè. Đó, mình cầm nè. Cho nó không hôi á mọi người. Đó, hai món. Rồi cái dây này. Dây này móc mà để đồ á. Đó. Đó, móc rồi vô tủ tóp luôn nè. Mã da băng luôn ha. Đó. Rồi. Bốn cái này cái đài ha. Cái đài thì mình bỏ pin vô mình không thấy tín hiệu gì nha mọi người. Đó, đài bỏ pin vô nè, hai viên pin tiểu nè. Đó, mình không thấy tín hiệu gì nữa. Không biết phải bỏ tai nghe vô, mình cũng chưa thử nữa. FM nè ha. Auto cool nè. Đó. Đó, chỉnh nè, lên xuống nè, FM nè. AM nè ha, này của Nhật luôn ha. Đó. Đó, cái thông số đây. FM là từ 500 đến 1000 mấy kilo ha. Đó, máy antenna nha. Đó, cái này cũng gọn nha. Đó. 8 phân nè. Bên này là 4 phân ha. Rồi, 4 món vậy là 200. À, một búa đồng nè, cái này xà cục xà bông nữa giống như là à, một cái móc này, cái này cũng tớp da băng luôn ha. À, cái này cái đài à, cái cắm đây nè. 4 món 200, mã 14. Rồi 15 mình có cái hộp này nè ha. Đó, bữa hỏi nó cũng cốt nó cũng nhiều đây, tại bỏ đây nó nhiều đó, bán 150 nha. Đó, nói chung khá nhiều mọi người ha. Nó tùm lum. Mua được để xài mà bữa mới hỏi nó bán luôn. Nó xài luôn. Nó có hộp rồi. Ha, đó rồi coi nhiêu đây ha, cho cái hộp này luôn. Rồi 750 nha. Cái hộp này đo cái thước hộp rồi. 16 năm, cao là khoảng 6 phân. Dài là 12 ha. Đó. Mã 15/150 nha. Đó. Đó, để xài. Này bấm cũng được nhiều luôn nha. Rồi 16. 16 bán cây kèm Molex nè. Cây này chắc bấm cốt xe á mọi người. Đó mọi người tra lên nè. Cây này bán 300.000 nha. Molex là JHTR ha, 2445 ha. Cây này mới nó mắc lắm nha. A nè. Hồi trước mình cũng bán nhiều cây à. Bấm từ cốt nè. À, 1.2, 1.2, 1.5 nè.
2.4, 2.6 nè ha, 1.7, 2.5 nè, 18, 22 nè ha. Đó. 1.2, 1.5, 24, 25, 1.7, 25, 18, 22. Đó, Molex ha. Đó, cây này còn khá mới nha. Nó chỉ bị rỉ rỉ đây thôi, mình đánh lên đó, nhẹ nhàng luôn. Này như mới luôn rồi. Nó chỉ bị rỉ rỉ đây mình đánh lên ha. Đó, cây này mới cũng nó cũng mắc lắm, nó cũng nhiều dòng lắm nhưng mà nó Molex chữ Di đầu là nó mắc nha. HT thì nó rẻ hơn. Đó. Đây nè. 69 ngàn yên nè ha. Đó, 76 mà giảm giá nè. Đó, y chang luôn nha người. Y chang luôn. Đó. Đó, nó có nhiều mã ha. Mã JT là như da băng nha. Đó, đây nè. 69 ngàn yên ha. Tương đương khoảng 600 đô. Đó. Nói chung là nó mắc lắm rồi. Mấy cái đồ này mà nó mắc nó bán giá bãi mà đâu phải giá 300 ngàn. Thấy mấy cái con này gan đẹp mình lấy ha. Rồi mã số 17 300 luôn. Nó lốt tờ nè. À, tiêu chuẩn Nhật luôn nha. À, bấm AK15 nè. À, bấm record nè. 2 chấm nè, 1.25 nè ha. 2 chấm nè, 5.5 nè, 8 nè ha. Đó. Đó. Bấm vô nè. Ok ha. Đó, bấm mạnh lên bung ra. Đó. Đó, nhẹ nhàng ha. Bấm mạnh bung ra. Đó. Đó, bung ra bấm lại ha. Đó, chiều dài của nó đây. 26 ha. Đó, cái này của Nhật luôn nha, Lotte nè, da băng nè mọi người ha. Đó, cái này tiêu chuẩn Nhật nè. Mã của nó là AK15 nha. Đó, bấm được code view nè. 4 đầu ha. Rồi, bán 300 ngàn. Cái này cũng còn khá đẹp ha. Rồi, mã số 17. 17 ha, 18. Đó, hai cái kèm Gibet nè ha. Cái này cũng nó bị mẻ nha mọi người nha. Đó, hai cây. Cái này cũng dài. 02, 05 đó là người xài cái này thôi. Ví dụ cắt cũng được nè. Cắt mình cắt khéo ha. Đó. Này thì ok. Răng thì còn được. Nó cắt thì sao mẻ luôn ha. Đó, kì bét nè. Của Đức ha. Gặp anh đi. 2.2 là 22 quá ha. Đó, 2.2 vậy nè. Đó, một cây. Gặp anh đi ra ngoài nha mọi người. Rồi cái cây này ha, cây này không biết ở bển nó có mẹ nó có hàng lại không, cái dấu nó có dấu là nha mọi người. Đó, cái nào mình nói rõ đây nè, nó cũng ghi bét luôn, nó cũng thử phải hở nha, mà nó này có dấu nè, đây nè nó có dấu, nó không biết nó phải hàng không nha, nước cái này nè. Đó, ha, lưỡi đó ha, thì nó bị lỗi vậy nha. Đó, cắt thì thấy cũng ok. Đó. Mình để bên cắt thép không mọi người, để dành cắt bậy bạ đó. Đó, hai cây bán 350 nha. Đó, nó bị lỗi này, nó cũng hở nha mọi người. Đó, giờ xử lý cái lưỡi này mình thấy có dấu nha, dấu nứt là không biết nó hàng hay là nó mẻ lưỡi, nó hàng lại hay gì ha. Đó, cái nào phải nói chuẩn gặp bên đi hết nha. Hai cây 350. Nói chung mình để mình xài cái răng cũng được nha. Đó, cái này thì mẻ rồi. Mã số 18 350. Rồi mã 19 mình bán một cây cây khò ha. Mình bán 400 nè. Đó, cái này của GT ha. Cái này nó mất cái nút rồi mọi người. Để mình chỉnh rồi mình tặng cái nút này nè. Mọi người về coi nó thấy mình lấy vô dừa á, nhưng mà về phải siết ốc lại ha. Rồi xử lý nó vô. Rồi nó có được không? Dặn vậy là không được ha. Nó GT 9000 nè, còn khá đẹp nha. Đây mình test clip cho mọi người xem luôn. Chiều dài đây. 53 năm ha. Đó, cái đầu chuyển này mua ngoài là mấy chục ngàn nha, 30 có, 50 có, Shopee đó mọi người đây. Đầu chuyển ra. Rồi mình sẽ test gửi clip cho mọi người xem đây. Khò gió luôn.
mình xem. Nó còn khá mạnh nha mọi người. Nó gió luôn mà nó không có như cái cò mình đâu. Cái nó mất cái nút này, mình đưa cái nút này vào người xử lý nó được không được ha. Nó gió dữ. Rồi mình cảm ơn mọi người ha. Đó, mọi người cần mình gửi clip qua Zalo cho. Rồi mọi người xem nhớ bấm like ha. Cảm ơn mọi người.